bạn có thể cài đặt trình duyệt Samsung Internet trên Galaxy Watch 4 và Watch 4 Classic. Samsung đã đưa trình duyệt web Samsung Internet của mình lên Galaxy Watch 4 dựa trên Wear OS mới thông qua Google. Duyệt trên đồng hồ nghe có vẻ không phải là cách lý tưởng của tôi để lướt web trong thời gian dài. Nhưng tôi có thể thấy nó có thể hữu ích như thế nào đối với các tác vụ nhỏ như kiểm tra tên hoặc tìm kiếm địa điểm. Tôi không có Galaxy Watch 4, vì vậy tôi không thể cung cấp cho bạn trải nghiệm thực tế về cách thức hoạt động của trình duyệt Internet Samsung. Nhưng dựa trên thử nghiệm Google, có vẻ như Samsung đã nghĩ ra một số thủ thuật nhỏ gọn để có thể điều hướng web trên cổ tay của bạn. Một câu hỏi rõ ràng về trình duyệt web trên cổ tay của bạn là làm thế nào chính xác mà màn hình nhỏ, hình tròn đó có thể quản lý để hiển thị các trang web đầy đủ. Câu trả lời của Samsung là bằng cử chỉ. Hướng dẫn sẽ xuất hiện khi bạn điều hướng đến trang web đầu tiên của mình. Giải thích thao tác vuốt chéo từ hai bên màn hình sẽ cho phép người dùng đến các góc của trang web. Trong khi đó, thao tác vuốt lên sẽ hiển thị các tùy chọn cho dấu trang, chế độ thu phóng và lối tắt để gửi trang web trực tiếp đến điện thoại được kết nối của bạn. Trình duyệt mới này chỉ bổ sung những gì bạn đã có thể nhận được với loạt đồng hồ thông minh Galaxy Watch 4 mà chúng tôi nghĩ là khá tốt, miễn là bạn đã sử dụng điện thoại Samsung. Cần lưu ý rằng trình duyệt trên đồng hồ thông minh không phải là mới. Samsung cũng có trình duyệt cho đồng hồ thông minh dựa trên Tizen và thậm chí Apple Watch cũng có khả năng duyệt web tích hợp, mặc dù không có phiên bản Safari dành riêng cho Apple Watch. Chia sẻ hữu ích nhé!